Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 4 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển Chinh phục nâng cao tiếng Việt lớp 4 kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập của tuần số 28, Quê hương trong tôi. Phần A, kiến thức trọng tâm. Với phần kiến thức trọng tâm của tuần 28 này thì các em sẽ thực hiện các bài tập về trạng ngữ chỉ phương tiện. Vậy thì dựa vào phần kiến thức trọng tâm, cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi của phần B bài tập. Với phần B bài tập của tuần 28 thì chúng ta sẽ có 16 câu hỏi. Từ câu số 1 đến câu số 4 thuộc mức 1, từ câu 5 đến câu 11 thuộc mức 2 và từ câu 12 đến câu 16 thuộc mức 3. Trước tiên cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi của mức 1, từ câu số 1 đến câu số 4. Câu 1. Từ ngữ phù hợp để điền vào bông hoa trong câu văn sau là trạng ngữ chỉ phương tiện thường bắt đầu bằng từ... Đáp án A, ở, trong. Đáp án B, khi, đến. Đáp án C, bằng, với. Và đáp án D, nhờ, vì. Với câu hỏi số 1 thì dựa vào kiến thức mà các em đã học về trạng ngữ chỉ phương tiện, các em sẽ thấy rằng trạng ngữ chỉ phương tiện sẽ thường bắt đầu bằng từ bằng, với. Vậy các em sẽ chọn đáp án C trong câu hỏi số 1. Câu 2. Trạng ngữ chỉ phương tiện trong câu văn: bằng đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ, những người dân bản đã dệt lên tấm vải đầy màu sắc là... Đáp án A, bằng đôi bàn tay. Đáp án B, bằng đôi bàn tay khéo léo. Đáp án C, những người dân bản. Và đáp án D, bằng đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ. Với câu hỏi số 2, các em thấy câu văn ở đề bài sẽ có trạng ngữ, đó là bằng đôi bàn tay khéo léo tỉ mỉ. Chủ ngữ là những người dân bản. Và vị ngữ, đó là đã dệt lên tấm vải đầy màu sắc. Vậy thì trạng ngữ chỉ phương tiện ở trong câu văn này sẽ ở đáp án D, bằng đôi bàn tay khéo léo tỉ mỉ. Câu 3. Câu văn nào dưới đây có chứa trạng ngữ chỉ phương tiện? Đáp án A, ngày học lớp, chúng tôi bồi hồi nhớ về tuổi thơ. Đáp án B, bởi vì yêu quê hương, tôi quyết định rời thành phố. Đáp án C, bằng những thanh tre, bố tôi làm ra một chiếc ghế. Và đáp án D, biết bà ở ngoài vườn, tôi chạy ra giúp bà nhổ cỏ. Với câu hỏi số 3, các em sẽ quan sát trong đáp án A sẽ có thành phần trạng ngữ là ngày học lớp. Đây là trạng ngữ chỉ thời gian, nói về thời gian mà chúng tôi bồi hồi nhớ về tuổi thơ. Trong đáp án B thì sẽ có thành phần trạng ngữ trong câu, đó là bởi vì yêu quê hương. Trạng ngữ này thì sẽ nói về nguyên nhân mà nhân vật tôi quyết định rời thành phố. Trong đó các em thấy bắt đầu bằng từ bởi là một từ chỉ nguyên nhân. Đáp án C, bằng những thanh tre, bố tôi làm ra một chiếc ghế. Trong câu này trạng ngữ đó là bằng những thanh tre. Đây là trạng ngữ chỉ phương tiện, nói về phương tiện mà bố bạn nhỏ làm ra được một chiếc ghế. Còn ở trong đáp án D, trạng ngữ đó là biết bà ở ngoài vườn. Đây là một trạng ngữ chỉ nguyên nhân, nói về nguyên nhân mà bạn nhỏ chạy ra giúp bà nhổ cỏ. Như vậy trong 4 đáp án thì các em sẽ thấy có đáp án B trong câu 3 thì sẽ có chứa trạng ngữ chỉ phương tiện. Câu 4. Có thể dựa vào đâu để nhận biết trạng ngữ chỉ phương tiện? Đáp án A, dấu hiệu trạng ngữ chỉ phương tiện thường có từ bằng, với. Đáp án B, thông tin mà trạng ngữ đó bổ sung. Đáp án C, dấu câu đứng sau trạng ngữ. Và đáp án D, cả A và B đều đúng. Với câu hỏi số 4, để chúng ta có thể nhận biết một câu có trạng ngữ chỉ phương tiện thì các em sẽ căn cứ vào dấu hiệu trạng ngữ chỉ phương tiện thường sẽ có từ bằng, với. Và thứ hai, đó là thông tin mà trạng ngữ đó bổ sung. Với trạng ngữ chỉ phương tiện thì thông tin sẽ bổ sung về phương tiện thực hiện hoạt động được nói đến trong câu. Còn dấu câu đứng sau trạng ngữ thì sẽ không phải là một dấu hiệu để nhận biết trạng ngữ chỉ phương tiện, mà sẽ có thể là nhiều trạng ngữ khác cũng sẽ nhận biết được bằng cách dấu câu đứng sau trạng ngữ. Như vậy thì các em sẽ chọn đáp án D trong câu số 4, đó là cả ý A và B đều đúng. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang các câu hỏi mức 2, từ câu 5 đến câu 11.
Câu 5. Dòng nào là trạng ngữ chỉ phương tiện còn thiếu trong câu văn sau? Chấm chấm chấm, chim gõ kiến có thể đục thủng bất kỳ thân cây nào? Đáp án A, với chiếc móng sắc nhọn. Đáp án B, với đôi chân chắc khỏe. Đáp án C, với chiếc mỏ cứng cáp. Và đáp án D, với những chiếc lông dài. Với câu hỏi số 5 thì các em sẽ chọn một trạng ngữ chỉ phương tiện để nói về việc chim gõ kiến có thể đục thủng bất kỳ thân cây nào. Vậy đặc trưng của chim gõ kiến đó là dùng chiếc mỏ cứng cáp của mình để có thể đục thủng thân cây. Vậy các em sẽ chọn đáp án C trong câu số 5, đó là trạng ngữ với chiếc mỏ cứng cáp. Và chúng ta sẽ có câu, với chiếc mỏ cứng cáp, chim gõ kiến có thể đục thủng bất kỳ thân cây nào. Câu 6. Câu văn nào dưới đây không có trạng ngữ chỉ phương tiện? Đáp án A, bằng trí tưởng tượng, hoa thấy đám mây trông như chú thỏ. Đáp án B, cứ mỗi lần giao mùa, bà ngoại em lại bị nhức mỏi chân tay. Đáp án C, với bàn tay thoăn thoắt, bà đã đan xong một chiếc áo len. Và đáp án D, bằng đôi tay tài hoa, Nam đã vẽ cảnh làng quê thật đẹp. Với câu hỏi số 6, các em sẽ quan sát trong đáp án A sẽ có trạng ngữ chỉ phương tiện, đó là bằng trí tưởng tượng. Đây là phương tiện mà giúp cho hoa thấy đám mây giống như chú thỏ. Đó là thông qua trí tưởng tượng của mình. Trong đáp án B sẽ có trạng ngữ là cứ mỗi lần giao mùa. Đây là một trạng ngữ chỉ thời gian, nói về thời gian mà bà ngoại bạn nhỏ bị nhức mỏi chân tay. Với câu C, các em sẽ thấy có trạng ngữ chỉ phương tiện, đó là với bàn tay thoăn thoắt. Đây là trạng ngữ chỉ phương tiện, nói về phương tiện đã giúp bà đan xong một chiếc áo len. Còn trong đáp án D sẽ có trạng ngữ chỉ phương tiện, đó là bằng đôi tay tài hoa. Đây là trạng ngữ chỉ phương tiện, nói về phương tiện giúp Nam vẽ cảnh làng quê thật đẹp. Vậy trong 4 đáp án này, các em sẽ thấy có đáp án B thì sẽ không có trạng ngữ chỉ phương tiện, mà chỉ có trạng ngữ chỉ thời gian. Vậy các em sẽ chọn đáp án B trong câu 6. Câu 7. Dòng nào dưới đây là câu hỏi cho trạng ngữ trong câu văn sau? Bằng sự cố gắng và quyết tâm, Duy đã đạt được mục tiêu. Đáp án A, Duy đã đạt được mục tiêu bằng gì? Đáp án B, Duy đạt được mục tiêu bằng cái gì? Đáp án C, Duy đã đạt được mục tiêu với gì? Và đáp án D, Duy đã đạt được mục tiêu với cái gì? Với câu hỏi số 7, các em thấy trong câu văn thì thành phần trạng ngữ đó là bằng sự cố gắng và quyết tâm. Đây là một trạng ngữ chỉ phương tiện. Và với trạng ngữ chỉ phương tiện trong câu này thì chúng ta thấy sự cố gắng và quyết tâm thì sẽ là sử dụng câu hỏi bằng gì. Từ đó chúng ta sẽ có câu hỏi cho trạng ngữ trong câu văn, đó là Duy đã đạt được mục tiêu bằng gì? Vậy các em sẽ chọn đáp án A trong câu 7. Câu 8. Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây có trạng ngữ chỉ phương tiện? Đáp án A, mưu cao chẳng bằng trí dày. Đáp án B, chăm nghe không bằng một thấy. Đáp án C, mẹ sống bằng hai bàn tay. Và đáp án D, chăm hay không bằng tay quen. Với câu hỏi số 8 thì các em sẽ thấy các đáp án A, B và D thì sẽ không có trạng ngữ chỉ phương tiện, và chỉ có đáp án D, chỉ có đáp án C thì sẽ có trạng ngữ chỉ phương tiện, đó là bằng hai bàn tay. Như vậy thì đáp án đúng trong câu số 8 là đáp án C. Câu 9. Câu văn sau có mấy trạng ngữ, chúng thuộc nhóm trạng ngữ nào? Lúc ấy, bằng sự góp sức của nhân dân, con đường được trải nhựa thật đẹp. Đáp án A, có 2 trạng ngữ, chỉ thời gian, chỉ phương tiện. Đáp án B, có 2 trạng ngữ, chỉ nơi chốn, chỉ phương tiện. Đáp án C, có 2 trạng ngữ, chỉ thời gian, chỉ nguyên nhân. Và đáp án D, có 2 trạng ngữ, chỉ nơi chốn, chỉ nguyên nhân. Với câu số 9 thì trong câu văn các em sẽ thấy có trạng ngữ lúc ấy là một trạng ngữ chỉ thời gian. Bằng sự góp sức của nhân dân là trạng ngữ chỉ phương tiện. Con đường là chủ ngữ. Được trải nhựa thật đẹp là vị ngữ.
Vậy thì câu văn này sẽ có hai trạng ngữ, đó là trạng ngữ chỉ thời gian và chỉ phương tiện. Các em sẽ chọn đáp án A trong câu 9. Câu 10. Đoạn văn dưới đây có bao nhiêu trạng ngữ? Để trưởng thành, trong một năm, giọt nước đã đi đoạn đường rất dài. Ở khe núi, giọt nước rơi xuống con suối. Từ suối, giọt nước đổ ra sông lớn. Nhờ những đợt sóng, chẳng bao lâu sau, giọt nước được đầy ra, hòa vào biển lớn. Đoạn văn trích trong bài Giọt nước nhỏ của tác giả Mai Nhung. Đáp án A, 4 trạng ngữ. Đáp án B, 5 trạng ngữ. Đáp án C, 6 trạng ngữ. Và đáp án D, 7 trạng ngữ. Với câu hỏi số 10 thì các em sẽ quan sát ở trong đoạn văn. Với câu thứ nhất, để trưởng thành, trong một năm, giọt nước đã đi đoạn đường rất dài. Trong câu này sẽ có trạng ngữ để trưởng thành là trạng ngữ chỉ mục đích. Trong một năm là trạng ngữ chỉ thời gian. Câu thứ hai, ở khe núi, giọt nước rơi xuống con suối. Trong câu này sẽ có ở khe núi là trạng ngữ chỉ nơi chốn. Câu số 3, từ suối, giọt nước đổ ra sông lớn. Trong câu này thì từ suối là trạng ngữ chỉ nơi chốn. Câu số 4, nhờ những đợt sóng, chẳng bao lâu sau, giọt nước được đẩy ra, hòa vào biển lớn. Trong câu này thì nhờ những đợt sóng là trạng ngữ chỉ nguyên nhân. Chẳng bao lâu sau là trạng ngữ chỉ thời gian. Vậy thì với đoạn văn chúng ta sẽ có tất cả 6 trạng ngữ. Các em sẽ chọn đáp án C trong câu 10. Câu 11. Ở câu 10 có những câu văn nào chứa trạng ngữ chỉ nơi chốn? Đáp án A, câu 1, 2. Đáp án B, câu 2, 3. Đáp án C, câu 2, 4. Và đáp án D, câu 1, 2, 3. Với câu 11, dựa vào phân tích phần trên của cô đã hướng dẫn, các em sẽ thấy có câu văn số 2 và số 3 sẽ có trạng ngữ chỉ nơi chốn. Vậy các em sẽ chọn đáp án B trong câu 11. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang thực hiện các câu hỏi của mức 3 từ câu 12 đến câu 16. Câu 12. Trong đoạn thơ sau, nếu ghép hai câu thơ thành một câu văn thì đâu là thành phần phụ và thành phần chính của câu? Các em sẽ quan sát một đoạn thơ gồm có 4 câu. Bằng tình yêu quê hương, Phương hăng say học tập. Thầy cô luôn tự hào bởi Phương là trò ngoan. Đoạn thơ theo tác giả Thu Giang. Đáp án A, 2 và 3 là thành phần phụ, 1 và 4 là thành phần chính. Đáp án B, 2 và 4 là thành phần phụ, 1 và 3 là thành phần chính. Đáp án C, 1 và 3 là thành phần phụ, 2 và 4 là thành phần chính. Và đáp án D, 1 và 4 là thành phần phụ, 2 và 3 là thành phần chính. Với câu 12, nếu như ghép hai câu thơ thành một câu văn thì chúng ta sẽ có hai câu văn được ghép như sau. Câu thứ nhất, đó là câu bằng tình yêu quê hương, Phương hăng say học tập. Câu thứ hai các em sẽ ghép được, đó là bởi Phương là trò ngoan, thầy cô luôn tự hào. Sau khi ghép xong thì các em sẽ thấy số 1 và số 4 là thành phần phụ, chính là trạng ngữ chỉ phương tiện và chỉ nguyên nhân. Còn số 2 và số 3 là thành phần chính, đó là chủ ngữ và vị ngữ trong câu. Như vậy đáp án đúng trong câu 12 là đáp án D, số 1 và số 4 là thành phần phụ, số 2 và số 3 là thành phần chính. Câu 13, thành phần phụ trong đoạn thơ ở câu 12 có gì đặc biệt? Đáp án A, vừa là thành phần chính. Đáp án B, có thể chứa từ chỉ đặc điểm. Đáp án C, chỉ gồm 5 từ ngữ. Và đáp án D, có thể nằm ở cuối câu văn. Với câu số 13 thì các em sẽ thấy thành phần phụ ở trong câu 12 có điểm đặc biệt, đó là thành phần phụ này có thể nằm ở cuối câu văn. Ví dụ trong câu bằng tình yêu quê hương, Phương hăng say học tập thì chúng ta có thể đảo lại thành Phương hăng say học tập bằng tình yêu quê hương. Còn với câu bởi Phương là trò ngoan, thầy cô luôn tự hào thì các em sẽ có thể đảo thành câu thầy cô luôn tự hào bởi Phương là trò ngoan. Như vậy thì các em sẽ chọn đáp án D trong câu 13, đó là
Thành phần phụ trong câu ở câu 12 có thể nằm ở cuối câu văn. Câu 14. Dòng nào dưới đây là điểm chung của các trạng ngữ chỉ phương tiện trong đoạn văn sau? Bằng sự tài giỏi, bác sĩ đã chữa được nhiều căn bệnh. Bằng sự tinh tế, đầu bếp đã làm ra nhiều món ăn ngon. Bằng trí tưởng tượng phong phú, nhà văn đã viết lên những câu chuyện hấp dẫn. Vì vậy, nghề nào cũng đáng quý và đáng trân trọng. Đoạn văn trích trong bài Nghề đáng quý của tác giả Uyển Ly. Đáp án A. Đều là các sự vật không thể nhìn thấy. Đáp án B. Đều nằm trong câu giới thiệu. Đáp án C. Được xuất hiện ở tất cả các câu văn. Và đáp án D. Đều bắt đầu bằng động từ. Với câu 14, trong đoạn văn các em sẽ thấy có những trạng ngữ chỉ phương tiện. Đó là bằng sự tài giỏi, bằng sự tinh tế, bằng trí tưởng tượng phong phú. Các trạng ngữ này sẽ có đặc điểm chung, đó là đều là các sự vật trừu tượng và không thể nhìn thấy mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận được. Chẳng hạn như sự tài giỏi, chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà chúng ta cần phải cảm nhận được bằng sự quan sát, hay là bằng sự tinh tế, bằng trí tưởng tượng phong phú cũng vậy. Như vậy đáp án đúng trong câu 14 là đáp án A. Điểm chung của các trạng ngữ chỉ phương tiện đó là đều là các sự vật không thể nhìn thấy. Câu 15. Dòng nào dưới đây gồm các từ ngữ có thể thay thế lần lượt cho các trạng ngữ trong đoạn văn ở câu 14 mà nghĩa của câu không đổi? Đáp án A. Số 1 với tài năng, số 2 với sự tinh tế, số 3 với tình yêu nghề nghiệp, số 4 vì vậy. Đáp án B. Với trí thông minh, 2 với sự khéo léo, 3 với sự sáng tạo, 4 vì thế. Đáp án C. 1 bằng sự giỏi giang, 2 bằng đôi bàn tay, 3 bằng chính mình và 4 nên. Và đáp án D. 1 bằng tài cán, 2 bằng sự cố gắng, 3 bằng sự cẩn thận, 4 do vậy. Với câu 15 thì các em sẽ quan sát lại đoạn văn trên câu 14. Trước tiên, với trạng ngữ bằng sự tài giỏi thì các em có thể thay thế bằng trạng ngữ là với trí thông minh. Tức là với sự thông minh cùng với sự tài giỏi thì bác sĩ có thể chữa được nhiều căn bệnh. Vậy thì có thể thay thế bằng tài giỏi, bằng thông minh. Tiếp theo, bằng sự tinh tế, đầu bếp đã làm ra nhiều món ăn ngon thì chúng ta có thể thay thế bằng trạng ngữ là với sự khéo léo. Bởi vì đầu bếp thì ngoài sự tinh tế còn rất khéo léo khi nấu nướng. Tiếp theo, bằng trí tưởng tượng phong phú thì các em có thể thay thế bằng trạng ngữ đó là với sự sáng tạo. Nhà văn đã viết lên những câu chuyện hấp dẫn. Sự sáng tạo cũng giống như là trí tưởng tượng phong phú thì giúp cho nhà văn viết được những câu chuyện hay, hấp dẫn. Và cuối cùng từ vì vậy, trạng ngữ ở câu số 4 có thể thay thế bằng từ vì thế. Như vậy đáp án đúng của câu 15. Các từ ngữ có thể thay thế lần lượt cho trạng ngữ trong đoạn văn ở câu 14 mà nghĩa của câu không đổi. Đó là ở đáp án B. Với trí thông minh, với sự khéo léo, với sự sáng tạo và vì thế. Câu 16. Có thể dùng những trạng ngữ nào khi nói về bức tranh dưới đây? Em hãy khoanh vào đáp án đúng. Đáp án A. Với chiếc cần câu khi trời sáng bên bờ biển. Đáp án B. Nhờ chiếc cần câu khi mặt trời lặn bên sông. Đáp án C. Bằng chiếc cần câu buổi sáng bên bờ sông. Và đáp án D. Do chiếc cần câu ban đêm hai bờ sông. Với câu 16 thì các em sẽ quan sát ở hình ảnh phía bên tay phải vừa bài tập. Trong hình ảnh thì các bạn nhỏ đang câu cá vào buổi sáng, trời còn rất sáng, và câu cá bằng chiếc cần câu, địa điểm thì ở bên bờ sông. Vậy các em sẽ chọn trạng ngữ có thể dùng khi nói về bức tranh, đó là đáp án C. Bằng chiếc cần câu buổi sáng bên bờ sông. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong tuần số 28 Quê hương trong tôi. Ở các video tiếp theo cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong cuốn Chinh phục nâng cao tiếng Việt 4 kết nối tri thức với cuộc sống. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.